Vì sao người ta có thể đi qua được lửa đỏ? Là vì người ta không nghĩ đó là lửa. Hãy nghĩ đây là những con giun. Con giun. Đúng vậy. Nhưng nó là rắn độc. Anh gờ ngay cái đầu luôn á. Hiện nay còn thiếu thứ hai Ngô Kiến Huy và Lê Dương Bảo Lâm là chưa thuộc về ai, toàn là những cực phẩm thôi đó. Em xin giới thiệu hai đứa em của em. Đây là hệ thống siêu thị toàn cầu. Siêu thị nghe biến vòng biến vòng. Đây là hệ thống chợ truyền thống của gia đình. Xây xây xây. Hiểu là hay lắm. Hiểu là mấy câu chết người đó. Nói gì nữa. Ok. Chị Khả Như ơi, chị Khả Như. Thầy Hưng rồi Hiếu ơi. Em tưởng vậy đúng. Anh tên gì? Minh. Tên là Harris J.S.R. I am Alibaba. Lemon Wesson, Lemon Wesson. Lemon Wesson là cái gì? Tại sao mình phải nói tiếng Anh, bây giờ mình phải đông mình nói tiếng Việt đi, còn không ấy thì thôi. Mà mình đang ở Việt đúng, Nam mà. Chương trình phục vụ cho người Việt Nam mà tại sao giờ nói tiếng Anh câu nhất là em không hiểu. Và em thi sao em thi đậu bằng như vậy? Đưa vô phòng thiền mà em không thiền được mà. Lên đi, lên đi. Em ơi. Hay quá trời thế em. Đây nè. Đúng rồi, đúng rồi. Hay trời ơi, đừng có lên ấy. Nghe nói Cà Mau xa lắm, xa cuối cùng bản đồ Việt Nam. Quy có bài Cà Mau mới nè, nghe nè. Mời anh. Ủa gì vậy? Bài nãy em nói đó. À, bài trước Cà Mau. Em không thuộc. Em không thuộc. Yếu này. Chiếu Cà Mau đã cắm xào trên ghe chiếu Cà Mau đã cắm xào trên dầu kênh ngã bay. Đã cắm xào trên dầu kênh ngã bay, dầu kênh ngã bay. Cô gái năm xưa chẳng thấy ra. Tôi đã cơ khóa kính tự hôm nào. Tôi dắt đôi chiếu bông dưới ghe lên sớm dậy. Chiếc ao nhẫm bụng đã lắm tấm giọt mồ hôi. Ngang quá. Bài gì cũng thuộc hết. Bài gì cũng thuộc. Bài này bài, bài đó phải nói về Cà Mau. Chiếu Cà Mau. Đúng rồi. Đúng. Bài này trang sớm hát karaoke hoài thuộc luôn. Em biết là giống như là đầu karaoke vậy. Hóa ra là liền. Rồi. Kính tự hôm nào. Kính tự hôm nào. Kính tự hôm nào. Kính tự hôm nào. Đây. Rồi chào người với thưa quý vị thân mến, chúng tôi đã có mặt ở Cà Mau rồi và cảm ơn sự chân tình từ hôm qua tới giờ bà con đã yêu thương chúng tôi. Đúng thiệt là yêu thương miền Tây là lúc nào em thấy là bà con miền Tây nhiệt tình, mình nhiệt tình lá. Qua là khuya không biết sao mà ở dưới mẹ nghe ồn quá trời, em nói ủa kế nhà văn quá hay sao mà ồn ơi là ồn. Sao em mở ra một cái trời ơi khán giả quá trời. Đúng. Là em nghe đồn là hôm qua Hiếu tập tạ ở dưới mà nó làm cái gì mà khán giả la quá trời vậy. Hôm qua ai tập tạ của mình em ngủ thôi. Đúng rồi. Em thiệt á. Ủa là nguyên band tập tạ hả? Nguyên band tập tạ hả? Cái gì nữa? Trừ trừ chú bé. Của Nguyên thì bị chết lát, với lại Lâm thì ngủ. Còn anh em chúng tôi thì tập gym. Ghê vậy. Tập đến 8 giờ mấy, cuối cùng tối ngủ không được luôn. Anh ngủ không được hả? Anh ngủ không được. Mà hồi tối phòng rất là ok luôn á. Em cũng kêu tập vừa vừa thôi, không chịu. Nhảy dây à, Tứng nghe, tại Tứng nói rồi tập nữa đi, tập nữa đi. Nhảy dây, đạp, đạp xe, đạp, đạp đùi. Không tới sáng luôn. Đạp đùi giờ có đi nổi đâu. Làm được cả đời không tập tạ đó, thấy mấy tạ khoái tập đúng không? Đâu có, anh đi bình thường nhưng mà đều là qua tập xung quanh thì hưng phấn á. Nó cũng được. Tới 4 giờ sáng anh mới ngủ á. Quan tập cơ bụng nữa. Trời ơi. Trời ơi. Hôm nay hay như ít cười hẳn. Đúng rồi, hôm nay phải tập cho có sức khỏe chứ. Trời 40 giờ phải làm vàng. À, tiếng cười là kim cương. Cảm ơn quý vị đã cười chúng tôi mấy năm vừa qua. Dạ. Yeah. Để dần ra cuối chương trình, cuối mùa này quý vị vẫn sẽ luôn cười như vậy. Và luôn yêu thương 6 anh em tụi em. Dạ. Yeah. Yeah. Mà tập này là rớt mũi rồi, như là cuối bản đồ rồi. Không biết là tập này là tập cuối chưa anh em?
Hả? Là cuối chưa? Đâu? Chưa đâu. Chưa. Chưa. Tại vì mình xuất phát từ đâu mình sẽ về điểm đó. Đồng Nai. Nhiều khi tập cuối của anh đó. Đi. Tập cuối của anh đó. What? Nhiều khi tập cuối của anh đó. Trời ơi, con Hiếu thì ơi. Ờ, Hiếu ơi. Trời ơi. Hiếu ơi, tôi sẽ thả mũi dằn chích cho nó sốt huyết chơi. Ở nhà ăn cơm. Ở nhà ăn nha. Trời ơi, này, trời ơi, tốt là hại lên chính rồi. Hiếu nó ăn nó không bao giờ mời để ý luôn á. Quen mới mời, mời được rồi. Trời ơi. Cô bán bánh bò dữ quá. Anh có 4 con mắt nhưng mà anh không có cái lỗ tai nào. Anh không có cái lỗ tai nào hết trơn. Trời ơi. Trời đánh tránh bữa ăn mà. Ờ, đó là nghiệp phải nhận đó. Nhưng mà anh Lâm ơi. Nhưng mà anh Lâm ơi, cho em xin cái muỗng đi. Cho em xin cái muỗng đi. Cảm ơn anh. Gái. À, năm vừa rồi công việc ổn định không? Dạ giàu. Dạ giàu. Gái mặn ghê. Gái tôi không biết ăn nước mắm nha, chỉ ăn nước tương thôi mà nó mặn ghê không? Lẽ ra là mình sẽ có nhiều món nữa nhưng mà cái thời gian của mình á, mình đâu có thể nào mà mình có đủ thời gian để mình làm cho nó đầy đủ. Chứ còn ba miền Nam Trung Bắc của mình á, chừng này chỉ là 1/10 trong cái thực đơn thôi. Dạ đúng rồi. Đút chân Jennifer. Nghe không? Anh Tàu anh ăn cái gì anh chú Tuấn với số? Thịt kho vịt với lại măng. Măng khô. Ừ, đó. Nếu mà ngán quá ăn mấy ngày liền mà ngán á thì nấu cá, làm mấy món cá. Ừ. Còn Hiếu hóc môn em thì ăn cái gì? Kể nghe chơi. Nhỏ đầu nước lo nhai luôn á. Làm mình ác ghê. Quy. Dạ. Trả lời trước đi. Nhờ em là hầu như là ở đây là chúng được món này. À, canh khổ qua nè, tại vì quan niệm là ăn khổ qua là khổ qua đi. Cái này giống nè. Bánh tét chiên. Bánh tét chiên của Kiều là phải có. Nhưng mà thường là mùng 2, mùng 3 gì mới ăn bánh tét chiên. Kiểu như còn dư bỏ tủ lạnh đó rồi mang ra ăn chiên rồi nó ngon gì đâu, nó bùi gì đâu. Nhất nắp. Hóc môn. Hóc môn em cũng gần như là y chang nha. Thêm một cái là tại vì mẹ em rất là biết em thích ăn lẩu Thái. Lẩu là, Thái. Nên là tới Tết là mẹ em nấu thêm cái nồi lẩu Thái nữa. Em cũng thích lẩu Thái nhất. Còn anh Giang, ở miền Trung thì sao? Trời ơi, nhiều lắm em ơi. Đủ món. Có món gì đặc trưng không? Ví dụ như là thịt nấu nước mắm nè. À. Có ngâm tai heo gì không anh? Có chứ, đầy đủ, nói chung nhiều lắm. Nhiều lắm đúng không? Tai heo, rồi mũi heo, rồi má heo, rồi ngâm chua. Nó mặn, kiệu thì có kiệu chua, kiệu mặn. Còn bình Hương Hòa A của em thì ăn những món gì? Dạ, thành phố Hồ Chí Minh của em thì có... Ta hỏi Đồng Nai vậy? Ủa? Dạ bộ nha. Khoan được rồi. Ta đang trẻ. Trời ơi, hổm ghê luôn á. Anh không có thương em. Hết năm rồi mà vẫn còn hổm. Chú Sáu. Chú xin lỗi, chú ăn nhờ ở đậu. Tôi thương chú quá. Quê ai cũng có gia đình, có chú không có. Chú, thôi. Con giỡn mà chú. Chú Sáu đầu năm sặc trứng rồi. Chú Sáu sặc trứng thiệt rồi. Chú Sáu. Lần đầu tiên chú bị sặc trứng. Thị Hai. Hiểu Thị Hai hả? Chết em rồi. Hiểu ơi, vậy em không biết khả năng thiền của tôi rồi. Thử thách thứ ba đó là các bạn sẽ nằm trong chiếc bể nước đá. Ơi lạnh lắm luôn á. Ai chịu lạnh không nổi lên bờ trước là thua. Đây là bài kiểm tra về sự kiên cường của Nam Nhi. Không có đâu em ơi. Em ơi, hồi mạch máu em đang mở ra em nằm xuống là nó co lại là thỏ đó. Đúng rồi, sai rồi. Chuyện của em anh ơi, đúng là quái anh dưỡng. Tại vì sao, từ em có bị gì tụi anh phải bỏ thời gian đi vô bệnh viện mệt lắm, mất thời gian. Cả tụi em, đúng là quái ca trưởng, quái ca trưởng. Đi mời hai tráng sĩ xuống hồ luyện công đi ạ. Anh đón là Lâm khoảng 3 phút rồi. Thôi anh đừng có đón anh ơi. 3, 2, 1, vô. 2, 1, vô. Đi xuống. Em đứng thôi, để bên kia làm đi, đừng không kệ đi. Đã
đầu luôn chứ. Ngu si quá, đúng là quậy ai chửi, quậy ai chửi. Tăng anh em ơi, khúc này là tôi tấu hề xong được. Cái miệng tôi bắt đầu ú ao lớn và tiếng Anh ngắt ngọng. Tiếp theo xin mời hai bạn ngồi xuống. Rồi Miễu ơi, em không lại tôi đâu. Chị dạo này chồng chị có kêu giặt vớ giặt giày gì không? Không. Anh lạnh quá vậy, anh lạnh quá vậy. Miễu không những là đẹp trai mà còn thông minh nữa, tại vì á mình tập trung ý chí á chiến thắng tất cả. Đau quá, tôi nó biết nè. Hai cái bạn em xả rồi, không mặc nước rồi. Nhúng nó xuống. Nào, em hãy cố gắng lên. Hãy nhớ những lúc mà em đi sửa sắc đẹp đó. Đúng. Sửa sắc đẹp nó đau cỡ nào. Em ơi, tôi biết em bị căng cơ. Và cũng may là tôi là một người chuyên gia căng cơ. Được. Ôi. Anh ơi. Em ơi, em đừng có cản trở bên tụi tôi. Đúng rồi. Em làm gì vậy? Em làm đội tôi bị mất sức đó. Tiếp theo, xin mời hai bạn nằm nghiêng mình. Rồi, nằm xuống. Nằm đi em. Nằm lại đi. Nằm đi em. Nằm nghiêng quá. Nằm nghiêng đi. Ây da. Thả người xuống. Nằm nghiêng. Lê Vũ Lâm và Hiếu Thứ Hai ai đẹp hơn? Nằm nghiêng. Sao? Đi em ơi. Đúng là quá cái chữ. Lâm ơi, còn ba đứa con ở nhà nữa. Anh ơi, em bút vô cái. Đừng vì thắng một chơi mà thua cả cuộc đời. Không, đồng đội em đói rồi. Ba đứa con ai lo? Cho dù em có chết đi chăng nữa. Trời, kéo chân Lâm kéo rồi đang nè. Ê, vậy nó gãy rồi hả? Lâm ơi, ba đứa con đứa nhỏ, đứa nhỏ biết em chưa? Biết ba nó là ai chưa? Trời ơi, chưa. Biết rồi. Đau quá em bị sản rồi. Đứa nhỏ kêu được ba chưa? Nó mới biết đi rồi. Biết đi hả? Đây. Để đây ăn gian. Mình gian gian rồi. Ăn gian. Mình gian gian rồi. Sao tài sản để cho Quỳnh cho ai? Dạ cho Quỳnh. Cho Quỳnh. Đây là chồng sau của Quỳnh. Điên rồi. Sau này nếu có kiếp sau, em xin muốn gặp Hiếu Thứ Hai. Hiếu Thứ Hai hả? Hiếu Thứ Hai. Làm trời ơi, giờ đó thành Phật thành tiên rồi kìa. Trời ơi, đắc đạo rồi. Trời ơi. Hãy cố lên đi em ơi. Là bệnh đó, mai là... Không, em bệnh em đi cũng kệ em. Anh ơi, cố lên em. Mà thích gà, thích hay quay. Em thích quay. Thích hay quay hả? Quay. Sao trắng hay sao đậu xanh? Em ăn xôi bảy vị. Gói ghém lại đi, tới giờ xuống rồi. Lâm ơi, anh em xuống vậy? Không. Anh ơi, anh kiểm tra bên kia chừng nó ăn gian nha anh ơi. Anh lật qua. Điều đàng hoàng. Anh lật qua. Giờ nó mới mất cảm giác rồi đó. Giờ bị mất cảm giác. Quay qua bên đây, quay qua bên đây. Ừ, đổi bên. Đổi bên được mà. Tôi muốn úp mặt xuống, Đúng. Tôi muốn úp mặt xuống, nhúng đầu xuống, em chơi thôi không? Nào, em và anh cũng gặp nhau trên đó thôi, Ờ, hiểu rồi. Rồi, úp cái mặt xuống. Thiệt đó hả? Đúng đầu xuống, em làm được tôi không? Nè. 1, 2, 3. Trời ơi, các em giỏi quá. Rồi, dính chân lên giùm kìa. Các em như thiên thần. Có trồng chuối không? Rồi, đưa chân lên đúng không? Không. Lạnh quá vậy. Bài biểu chơi đầu, ban tổ chức có bắt đầu. Ban tổ chức có bắt đầu hiểu. Chờ cho anh làm anh biết. Điên rồi. Lâm bỏ chân xuống, phải bỏ chân xuống. Lâm giờ ôm cái mặt xuống luôn. Bây giờ cả hai sẽ nằm nhúng nguyên người. Nguyên người kìa. Nguyên người lưng. Vô, 2, 3, ịnh. Rồi, teo héo luôn. Blang. Hai đứa nói chuyện nhau đi. Em xoay vòng vòng cho khách nhìn đi người ta nể đi em. Xoay vòng vòng nè, uống lượng. Yeah. Đúng rồi. Yeah.
Đúng rồi, đúng rồi. Nàng tiên cá kìa. Nàng tiên cá. Trời ơi. Wow. Tiên nữ ơi, em đẹp quá trời. Qua kia ngâm chung luôn. Qua kia ngâm chung luôn. Sốc vậy cả. Rồi thôi được rồi, ban tổ chức thua. Ban tổ chức thua. Đúng ôm bà Thám Sơn. Đúng ôm bà Thám Sơn. Trời. Tôi không muốn ngày mai đưa ai đi bệnh viện. Không muốn, trời hôm nay là em cưới. Có khi nào, đội thắng cái lát được về chén nước tương không? Chén được dù chết. Em còn sống ít, ở lâu em mới sống ít được bao nhiêu năm đâu, anh sống lâu rồi. Trời ơi. Dạ lấy ghế ngồi. Rồi ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đi anh em ơi. Trời ơi. Trời ơi, có phải nghỉ hè đâu mà múa lửa trại vậy đâu. Cái hãy ngồi, cái ngồi theo. Trời ơi. Lẩu cháo. Trời ơi. Lẩu, lẩu mà lẩu cháo hả? Tưởng là cháo là cháo, lẩu là lẩu chứ. Dạ, cháo bỏ trong cái lẩu gọi là lẩu cháo. Bây giờ có lẩu cháo mà. Cháo bỏ trong cái lẩu gọi là lẩu cháo. Em bỏ cơm vô đây thì gọi là lẩu cơm. Gọi là lẩu cơm. Cua mà tự nhiên có cái đồ bẻ càng cua là thế nào cũng có được đồ ăn. Đúng rồi, cái này gợi ý là có thể có đồ ăn. Ai gì làm đó. Nếu em trả lời được câu hỏi chúng tôi thì em được quyền làm. Dạ được. Chúng tôi sẽ hỏi em câu hỏi về giới tính con cua. Dạ, cái mai con cua tám cẳng, một mai hai mắt rõ ràng cua cái. Cái này. Dạ đúng rồi. Con được đâu? Con được chà bá lửa. Không. Này. Không, không. Chưa suy nghĩ. Không. Cái hết. Tại vì dạ. Sao là cái hết? Tại vì có mai bự. Tại vì có mai bự. Trời ơi. Im. Không biết rồi đó. Cái mai dưới kia mà mai. It's my. Hôm nay. Cái Yếm đào. Cái yếm đào. Lắm sao trả lời vậy? Cái gì? Anh phải chọn lọc chứ. Em nói yếm đào anh bỏ cái đào ra. À cái yếm. Ừ. Thôi. Coi như thằng bé nó cũng có sự cố gắng trong kiến thức. Đúng rồi. Một chấp nhận cho phục vụ cua hấp bia. Mời em. Cái chén của Hiếu thì hai như nào? Đây à, chén của Hiếu đây. Đây à, chén của Hiếu đây. Ôi giời. Chén của Hiếu á. Quê là quê là quê, chung mình qua quê. Riêng Quỳnh Lập là nên cho ăn, Quỳnh Lập hôm nay chơi xuất sắc quá. Đúng rồi. Trời ơi, Lập ăn. Trời ơi, ê bạn, bà vô kia bà đọc, bà một vết thương kia bà đọc, bà một vết thương đi là đúng ăn đi. Đưa đây. Đưa cái đầu đây. Trời ơi, cái nhậm nó béo. Béo. Nó có vị gì anh? Có vị chiến thắng anh. Béo bùi sữa. Đâu chắc gì à, bị nó vậy. Không tin. Tin thôi chứ sao giờ. Sống phải có niềm tin anh ơi. Ông lần đầu tiên ăn mà nó... Đúng rồi. Em mới ăn luôn. Nó lạ lạ thôi, ý là giống như nó... Không phải, tại vì tụi em nghĩ là đây là con ong cho em ngại đúng không? Nhưng mà thực ra đây là con nhộng, nhộng non ở trong đó. À. Cục tròn tròn của bự là cái gì vậy? Cái đó ong chiên bột. Trời ơi nè. Chắc khán giả không thấy đâu. Hấp gì vậy? Hấp lẩu. Hấp lẩu. À. Là... Nhà ơi. Đúng là lên dưới xuống chó. Sáng đeo vàng quá ê. Giờ có hề không? Giờ ê thôi chứ không hề nữa. Ê chè. Ê chè. Anh dễ chịu. Ngon quá anh ạ. Nó ngọt mà nó béo của ông nữa. Bây giờ bác sĩ nói là không được mở cái khổng mờ bự quá. À họ dễ thương. Cho anh đút cho anh, hỏi đút cho. Ăn đi cưng. Em đang hả ông anh chút vô đó. Đóng, trời ơi. Ủi rồi. Đổi ghê. Ủi rồi. Cái này là phải ăn. Dạ. Tại về thành phố nó không có đâu mà ăn. Này là đúng gốc luôn. Đặc sản ở đây mà. Ông rừng. Lần đầu tiên em ăn đó. Béo, ngon, ngọt. Anh ăn đi. Sao là anh biết gì đâu. Sao nè, mời anh. Cảm ơn. Nhờ em mà cái gia đình mình nó không có bị đói đó. Đúng rồi, nuôi con nô tài này dưỡng cô nô tài này dưỡng. Dày quá, giỏi quá. Hồi nãy á, em thấy là cái nhà mình là có nguy cơ là bị thua rồi. Nên em phải hy sinh như vậy. Chảo. Là Huy á, hồi nãy trước khi quay bữa ăn này Huy nói thôi, sợ nó mang nhộng đâu, Hiếu ờ, em cũng ăn đâu. Có không Hiếu? Có anh. Có không? Có. Yeah.
Ngon. Cho anh Tuấn ăn đi. Ủa hấp bia chưa? Hấp bia chưa? Nha. Ủa hấp bia chưa? Hấp bia chưa? Giờ hấp bia nè, nhưng mà thật sự là có cái logo ở đây mà không có bia. Người ta nói là chúc mừng năm mới. Nhắc tới nhắc lui con Happy New Year. Đi thăm ông bà, tay không quà và bia không có. Bia đâu à? Bia đâu à? Bia đâu à? Dạ, mời bia vô. Dạ, em mở nắp nôi ra đi xem ở trong có gì. Ấp vô. Rửa rửa ra. Quá trời nè. Đó. Con cua tám cẳng nè. Hai càng nè. Một mai nè. Mọi người ăn con rồng không hấp luôn? Mọi người ăn con rồng không hấp luôn? Không, không, không. Ở đây là có rất là nhiều loại nè. Thì anh em muốn bia màu gì? Màu đỏ đi, ẩm thực. Màu đỏ là màu đỏ ẩm thực. Hay là bia Sài Gòn Export thì được nha. Rồi, này đọc tiếng Anh hay quá vậy. Trời ơi, đọc về nhiều rồi. Wow, tập chuyên nghiệp quá. Nè nè, đây là đặc tả nè, đặc tả nè, ok nè, đó. Thơm quá, mùi bia thơm quá. Rồi, máy cận giùm em luôn anh ơi. Tay cận ơi. Tay cận ơi. Đẹp chưa? Đẹp bằng tay ok, đẹp chưa? Đẹp, trời ơi, điệu mẹ. Trời ơi, như ba tinh đồ luôn, chuyên nghiệp quá trời. Chuyên nghiệp, chuyên nghiệp, chuyên nghiệp. Rồi, trong lúc đó ba bạn còn lại sẽ chơi cái trò chơi như thế này ha. Thử thách có tên là quay vòng cắn đầu rồng. Có một cái vòng và một dĩa đậu rồng. Lần lượt từng cặp một sẽ cầm trái đậu rồng kết hợp với cái vòng và quay vòng ở tay. Người còn lại cắn được trái đậu rồng sẽ được ăn. Ê, đi qua bên đây chơi luôn nè. Chơi ra bùng binh chơi vậy. Đâu anh Tuấn coi chơi thử cái demo đi. Đây. Trời ơi. Thử rồi. Lúc mà cái mỏ há ra là mình bị khớp liền à. Rồi vô. Vô anh hả họng ra. Vô. Em quay chuồn trong mơ hồ. Em ơi liền. Em quay cuồng trong mơ hồ. Gãi liền. Khó đúng không? Không, mình làm thử. Đây. Bên đây nhẹ nhàng hơn. Ừ. Đó. Vô bà vô, vô gắn. Vô bà vô, vô gắn vô. Gắn vô, vô. Vô, vô. Làm hỗ trợ anh thế này. Ok. Ừ. Ai ăn? Em ăn, em ăn. Em ăn. Vô vậy. Này con mà thi hay siết công phu. Cái này sao giống đút thú trong thảo cầm viên anh quý vị. Đâu anh Tuấn nè. Đâu anh Tuấn nè. Chơi lại cho em. Được rồi nha. Túi còn túi không ơi. Anh là được ăn rồi. Ủa anh ăn rồi hả? Anh là đặt cách. Không, mình phải chơi cho đàng hoàng luôn. Ờ đúng rồi. Bây giờ đúng với tôi. Là bà có thương tôi chưa? Bữa nay được ăn ngon mà có tập kỹ tới chuyện cho tôi nữa. Cố lên, cố lên. Ê, ê, nó ừ. Em ơi, em ơi. Ê, em ơi. Đáng lẽ nó không đánh luôn á. Sao lại nó sợ á. Em ơi, em ơi. Ăn đậu rồng chứ không phải lè lử nữa. Đúng rồi. Em đang canh cái cự ly hiểu không? Đây có mặt nè. Đó, đây, 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 đây. Ôi, ôi, mặt kia vậy. Bị nguyên rồi. Nó bị thương mà thương nó đi. Cho ha anh ha, cho. Ủa, người ta thắng mà. Con khách mời mà hay ấy quá vậy. Cái sao vậy? Cảm ơn em. Ngon, ngon lắm. Cho em miếng ong nè. Cháo nè. Cho em miếng ong nè. Dạ bên nó ba người á. Phải không? Hay là một mình anh lấy? Thôi, thôi. Nhì lắm. Thì á, thật ra bên đây cục đi lỡ có đường nào còn sống. Dạ, đúng rồi. Sao mà thì cái này phải ăn chứ. Mắm me. À. Mắm me là gọi là đặc sản của miền Tây mình. Miền này mình ăn với khô gì? Khô cá thiều. Khô đuối. Khô cá đuối. Đúng rồi. Và đặc biệt chấm thế này tuyệt vời luôn. Chua chua, ngọt ngọt. Trời anh cảm ơn. Đồ đặc quá anh vậy. Đây. Chưa là tách ra. Trời ơi, có nè, ở trong nè. Ngon quá. Nhọng không? Nhọng không? Đó. Chua chua ngọt ngọt quá rồi. Vô. Vion, phiên bản toàn cầu. Miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.